xin kính chào quý vị và các bạn theo dự báo bắc trung bộ sẽ có mưa vào chiều tối trong những ngày tới còn khu vực nam trung bộ và tây nguyên chủ đạo là tạnh ráo và có nắng ngay từ ngày mai thì khu vực từ thanh hóa trở xuống đến phan thiết nắng từ sáng đến chiều về chiều tối thì vài nơi có mưa rông nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ Dịp này nếu quý vị lựa chọn Quy Nhơn là điểm du lịch nghỉ dưỡng thì thời tiết tương đối thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi tắm biển, lặn ngắm san hô hay tham gia các hoạt động thể thao trên cát bởi trong 7 ngày tới, chủ đạo là tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Chỉ lưu ý là vào thứ tư và thứ năm tuần sau thì gió mạnh mưa giông có thể xảy ra vào chiều tối. Đến Phan Thiết 7 ngày tới thì quý vị cũng được tận hưởng thiết trời đẹp, trời ít mưa, chủ đạo là tạnh ráo, nắng từ sáng đến chiều với mức nhiệt cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Ở đây thì gió biển thổi liên tục nên buổi trưa cũng không cảm thấy nóng bức hay khó chịu. Quý vị có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh bên bãi biển. Về chiều tối ngày thứ ba và chủ nhật tuần sau thì mưa giông gió mạnh có thể xuất hiện. Khu vực Tây Nguyên sẽ có ngày đầu tuần nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Con Tum, Pleiku, Buôn Mê Thuật hay là Gia Nghĩa là từ 30 cho đến 32 độ, riêng Đà Lạt trời mát với mức nhiệt 24 độ. Đến Buôn Mê Thuật 7 ngày tới thì hôm nào cũng nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ, thuận lợi cho quý vị đến tham quan Bảo tàng Thế giới Cà Phê. Đây là một tổ hợp bao gồm các không gian trưng bày bảo tàng, không gian triển lãm, không gian thư viện ánh sáng, không gian thưởng lãm cà phê, không gian hội thảo, thỏa sức cho du khách lựa chọn. Trong khi đó, thì 7 ngày tới, thủ đô Hà Nội hầu như hôm nào cũng có mưa vào chiều tối. Thậm chí là từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật, thì mưa dông còn xảy ra bất chợt trong ngày, kéo theo nền nhiệt giảm xuống chỉ còn từ 26 đến 28 độ vào thứ Bảy và Chủ nhật những ngày này nếu đi mưa về thì quý vị nên uống trà gừng trà nóng hay một cốc nước ấm đây là những cách hữu hiệu để ngăn chặn các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết thay đổi Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo 7 ngày tới đều chung trạng thái là sáng nắng chiều mưa, nhiệt độ các ngày cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Giữa trưa quý vị sẽ thấy nóng rõ nếu đi lâu ngoài nắng. Nhất là các ngày từ thứ ba đến thứ năm thì còn xuất hiện nắng nóng, còn về chiều tối ngày thứ sáu đến chủ nhật thì cần đề phòng mưa dông, lốc xét và gió giật. Như vậy thì khoảng thời gian lý tưởng nhất để quý vị tham quan thành phố, chụp ảnh check-in ở nhà thờ Đức Bà sẽ là vào buổi sáng sớm. Nằm ở trung tâm quận 1, nhà thờ Đức Bà nổi bật với kiến trúc Pháp cổ, không gian rộng thoáng từ bên ngoài vào đến bên trong thánh đường. Đây là địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố hoa lệ này. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.